Hi, xin chào anh em, mình là Liêm Rau nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ bàn luận về một số vấn đề rộn ràng hôm nay trên mạng, là tại sao cá nhập lại có giá 150.000 và như thế nào gọi là cá F1. Thì mình thấy cái này là mình bàn vấn đề thứ nhất là vấn đề về giá 150.000 nha. Mình phân tích kỹ cho anh em hiểu, những anh em nào mà chưa nhập cá. Thì khi mà anh em mua con cá nào đó từ Thái Lan, từ Indo, thì anh em sẽ mất một cái phí gọi là phí chuyển bay, có nghĩa là anh em chuyển ngân hàng từ tiền của mình sang tiền cho họ đó, anh em mất một phí đó. Phí nó là vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn tùy theo số tiền anh em chuyển, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phí để họ trung chuyển từ trại của họ ra một cái trạm gọi là trạm để trung chuyển về Việt Nam, hai phí. Và phí thứ ba là phí trả tiền cho con cá. Thì cộng ba phí đó lại, không thể nào con cá về tới Việt Nam mà đã tính luôn tiền cá mà anh em bán 150.000. Trừ khi nào anh em đang làm event để nâng cao cái tiếng của cái shop mình hoặc cái trại mình lên thôi, thì anh em mới bán được con giá con cá đó. Và cái thứ hai mình muốn nói đó là vấn đề chữ F1. Thế nào là F1? Thì cái này Liêm nói về mặt sinh học đó nha. F1 là do cái đó, con cá F1 là do con cá, hai con cá bố và mẹ đều thuần chủng lai với nhau sẽ tạo ra cá thể gọi là cá thể F1. Thì anh em hiểu cá thể F1 đó, nếu mà tính ra nó hình thành được á là rất là khó. Tại vì con cá bố mẹ, nếu mà anh em muốn làm thần một cái hệ gen nào đó, thí dụ như Nemo đi, ngày xưa làm gì có cái loại Nemo, thì người ta lai tạo rất là nhiều đời, người ta để lấy được cái gen màu cam và màu vùng màu đốm như con coi để dán ra hình một con Nemo, thì người ta mất ít nhất là phải 2 năm. 2 năm đó là Liêm nói trên lý thuyết trời thương nha, chứ còn không là chuyện 4 năm 6 năm là chuyện bình thường mới ra được một loài cá như Nemo. Thì hai cái con cá thuần Nemo đó, để có được hai con cá thuần Nemo đó, anh em phải bỏ ra ít nhất là phải vài triệu một con. Thì anh em lấy hai con cá thuần đó anh em làm ra mới gọi là cá F1. Thì câu cá F1 cũng không hề rẻ để anh em bán giá rẻ được. Và có nhiều người mình thấy đăng cá F1 rất là dễ dàng, bán cá F1 Thái Lan giá 200.000. Liêm bảo đảm mấy những người đó là những người đó dốc. Anh em cứ tin mình đi, chắc chắn 100% là họ đã dốc. Tại vì bản thân họ làm sao họ biết được con cá đó là con cá F1. Bên Thái Lan người ta đã làm ra dòng thuần, người ta ép ra đời cá rồi, người ta làm nhiều đời như vậy, người ta mới sản xuất số lượng, người ta bán cho anh em được con cá Nemo về tới Việt Nam. Thì làm sao anh em biết được con cá đó là con cá thuần, mà cha mẹ nó là thuần mà anh em dám nói nó là con cá F1. Đó, rồi thí dụ như đặt trường hợp là những người mà mua về để ép, để lai tạo như Liêm nè, hoặc là những người người ta chơi, người ta muốn là anh em quảng cáo cho đúng sản phẩm của anh em, thì anh em đang lừa dối chính khách hàng của anh em. Tại vì những người, ví dụ như những người lai tạo đi, bây giờ họ lai, bây giờ Liêm đang cần một con Nemo thuần Liêm lai, nên thấy anh em quảng cáo đó là cá F1. Thì cái con F1 thì nó cũng gần như là con cá thuần, và tại vì hệ gen của nó gần như là giống 100% so với bố và mẹ nó. Vậy cái đời F1 là cái đời gọi là như là nước trong nhất của gạo mà. Đó, thì anh em lấy cái đời đó anh em lai ra, ví dụ Liêm đang cần một con Nemo để Liêm lai với con cá Lithia này, để ra một cái body của con cá Lithia và cái màu của con Nemo đi, chẳng hạn như Liêm đang nói vậy đi, mà Liêm về bắt đầu Liêm lai lòi ra nữa, thì bắt đầu nó lòi cái gen Vansi đó ra, có nghĩa là con cá anh em bán cho Liêm là không phải là con cá thuần, mà là con cá nó đã qua tới đời F2 F3 rồi, nó bắt đầu có nhiễm gen là do cái đời F2 F3 bắt đầu anh em lai tạo với những dòng khác như là Vansi để ra được cái dòng Vansi coi, hoặc là anh em lai với Marble ra được Marble coi. Đó, thì nó vậy. Chỉ có cái người mà bán cho anh em cái con cá đó từ bên Thái Lan về hoặc là từ bên Indo về thì họ mới biết được con cá của họ ép mấy thôi. Liêm nói cái này là chỉ có người bán lầm chứ người mua, người chỉ có người mua lầm chứ người bán không bao giờ lầm nha anh em. Thì anh em nên biết là con cá nhập khẩu từ Thái Lan hay từ Indo thôi, hoặc là nếu mà cá anh em làm ra hoặc anh em mà mua từ trại ở Việt Nam á, anh em bán á, thì anh em nên ghi đúng nguồn gốc, đừng có dán nhãn mác lên mà lừa khách hàng. Ví dụ như Liêm nói những người mà biết chơi cá đi, họ đâu có mua cái con cá đó vì con cá đó là con cá Thái đâu, mà họ mua vì họ hợp nhãn. Liêm có một số khách hàng bây giờ Liêm có di cá Thái mà Liêm bán 200.000 họ cũng mua nữa, nhưng mà cái con cá Việt đó mà chỉ cần họ thích rồi thì 600-700.000 thậm chí có triệu họ vẫn mua. Đó là tại vì họ thường thường mình chơi một cái gì đó mà nó nghiêng về mặt nghệ thuật á, là mình chơi bằng mắt chứ không phải là mình chơi bằng cái cách đọc made in Thái Lan nên tôi mua mắt, là đâu có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Thì chẳng qua có là những người đó là những người ham danh tiếng thôi, những người không phải thực sự chơi con cá đâu anh em, không có làm ăn lâu dài được với những người đó đâu. Thì còn những người chơi cá thật sự thì họ không cần quan tâm nguồn gốc anh em đâu, chỉ cần con cá đó họ đẹp họ mua. Còn những nhà lai tạo thì bắt buộc là anh em phải có uy tín với họ thì họ mới tin tưởng anh em để họ nhập cá của anh em để về họ lai tạo mà.
chứ lại bậy bạ lại ra cá mà mua cá tiền triệu mà lai ra cá 4-5 ngàn bán thủy sinh không ai ai mà làm, ai mà quay lại làm với anh em lần thứ hai. Đó là việc em nhắc nhở nhẹ những cái shop, thí dụ như mình không biết thì mình rút kinh nghiệm mình đừng có đăng như vậy nữa, đó là lừa dối khách hàng. Còn ví dụ như anh em nào mà làm ra cá con cá đẹp thì mình cứ tự hào mình để là con cá Việt Nam đi đó, chứ cần gì mà phải dán nhãn mác vô bán rồi bán chi cho chúng nó chửi cá nhập gì mà 150, mà chưa tính những con cá nó xấu quắc quắc cũng dán cái nhãn mác vô bán 150 ngàn đó, rồi để là cá nhập để cho nhiều người người ta mới chơi, người ta không biết người ta mua thấy cá nhập gì rẻ quá người ta mua. Nhưng mà cái đó cũng chỉ là gà mơ thôi, chứ còn mà những người đã có chút xíu kinh nghiệm mà những chút xíu về nhìn phơm cá thì mấy con cá nó làm gì, cá nó cho nó cũng thèm lấy nó, chứ đừng nó bỏ 150 ngàn vì cái nhãn mác Thái hay Indo đó. Thế đó thì những cái đó là những cái tâm tư của một người làm cá mà một người bán cá như Liêm nói thôi. Thì để Liêm giải thích cái video clip hôm nay chủ yếu là F1 là như thế nào đó. F1 là cá thể được tạo ra bởi hai con cá cha và cá mẹ đã thuần chủng, và thuần chủng thì là mất ít nhất từ 2 đến 4 năm đến 6 năm, thì anh em tính thì nó công phu cỡ nào đó mới để lai tạo ra được dòng thuần là từ hai con cá thể thuần đó khác bày nha. Chứ nếu mà thuần mà cùng bày mà anh em ép với nhau là gọi là lai cận huyết đó, nó là ác vậy đó. Khác bày thì anh em phải tốn hai bày hai cá thể thuần đó anh em mới làm ra được một cái bày gọi là F1, thì cái chi phí làm ra cái F1 rất là cao nha anh em. Bởi vậy đôi khi anh em cũng đừng có đè đầu cái người bán ép giá họ, tội họ lắm. Đôi khi để làm ra một con cá đẹp khó lắm. Như con cá này nếu anh em quan sát kỹ nè, anh em sẽ thấy Liêm lai tạo giữa dòng coi và dòng ly thiêu của mình. Là tại vì Liêm cũng âm mưu là Liêm muốn dán cái màu coi lên cái thân hình con cá ly thiêu đó. Nói chung đây là Liêm nghịch dữ lắm, thì chính những con cá như thế này nè mới gọi là con cá F1 nha, chứ không thuần nha, F1 nha. Nên những cái dòng này thường thường là anh em thích chơi thì Liêm nói Liêm bán nó đang như vậy đó, anh em thích chơi thì chơi, chứ Liêm không có bảo đảm thời gian của nó nha. Đó thì cái đó là sự trung thực của người mua bán, anh em muốn lai tạo gì anh em về anh em lai tự anh em. Còn ví dụ như Liêm lai qua thêm khoảng tầm 1 năm mấy nữa là Liêm sử dụng con cá thể này, nếu màu nó đẹp nguyên một bài Liêm lựa có màu đẹp nhất, rồi Liêm bắt đầu Liêm lai tạo lại với một dòng đi thêm máy, hoặc là lai tạo lại với cái dòng coi ban đầu mà Liêm đã lai nó, thì ra 4 lần như vậy Liêm sẽ ra một cái gọi là cá thể thuần. Thì khi đó những cái con cá thể thuần đó nó ổn định thời gian rồi thì Liêm mới lấy hai cái cá thể thuần đó Liêm lai vậy lai tạo với nhau ra một đẻ F1, thì 100% F1 gần như nó sẽ giống cha và mẹ nó, thì nó sẽ ra hình thành một loài mới, một bản màu mới, chứ nói là mấy anh em nói ra không để loài chó hay là mèo nó không phải loài cá đó, hình thành một cái gọi là phơm màu mới, một cái body mới trên cho con cá beta này của mình. Thì cái đó là lai tạo, thì cái việc lai tạo người ta tính bằng năm á anh em, lai là cực khổ lắm chứ không phải là lai bằng mắt hay là lai mà tính bằng vài tháng đâu, nó chua chát lắm. Nhưng mà thành quả của anh em, nếu anh em đạt được thì anh em bán được những con cá giá trị rất là cao, thì cũng đã có những con cá Liêm bán rồi vài triệu là chuyện bình thường đó, nên cái giá của nó cũng rất là nặng nề. Nếu anh em lai thất bại xé nháp mà làm lại thì tổn thất tiền trùng, tiền thức ăn, tiền con giống anh em cũng phải vài triệu. Nhưng mà khi anh em đã thành công thì cái năng suất nó đem lại cũng rất là cao, thì chơi cái gì cũng có cái giá của nó. Nhưng mà cái bài hôm nay Liêm muốn nói là để nhắc nhở với anh em shop thôi, có nghĩa là mình bán cái gì mình cứ rao đúng cái đó, đừng có kiểu mà làm ăn mà lừa dối khách hàng. Thậm chí có nhiều anh em á tội lắm, người ta không biết, người ta mua với cái lời quảng cáo là cái F1 rồi người ta về người ta bán lại người ta nói cái F1 chứ người ta không có ý lừa dối khách hàng. Thì anh em khách hàng cũng hiểu, hay đôi khi anh em mới tự hiểu, tự bảo vệ bản thân của mình trước đi, rồi anh em hãy đi mua con cá cho nó đúng với giá của nó. Rồi năm mới sắp đến rồi, cũng không phải là sân si gì mà chỉ đây chỉ là một cái vlog để phân tích thế nào là cái F1 mà thế nào là cá nhập khẩu, mức giá cá nhập khẩu là nằm tầm bao nhiêu để cho anh em biết và chơi và tránh né thôi. Rồi Liêm Tết mới rồi, rau beta và Liêm rau cũng xin chúc anh em có nhiều bài cá đẹp và anh em năm mới làm ăn phát tài phát đạt nha, thật dồi dào sức khỏe. Rồi xin chào anh em.